Rồi, xin chào cả nhà, lại là Minh Trí đây. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh review bất động sản của Minh Trí. Và hôm nay mọi người biết em biết là ở đâu không? Một cái nơi rất là đặc biệt, bên phòng của Hưng Thịnh tại Nguyễn Xí, tại dự án Richmond City. Còn hôm nay Hưng Thịnh có một buổi talk show nói về giới thiệu về dự án Avita Thủ Đức mới được tập đoàn Thịnh ra mắt trong tháng 3 này, và cùng Trí đi tham quan một phòng cái văn phòng Richmond của Hưng Thịnh và tham quan cái buổi thực sâu của dự án Avita Thủ Đức, và xem Hưng Thịnh hôm nay sẽ chia sẻ cái những gì đặc biệt và cùng gặp gỡ hoa hậu Thùy Tiên nha. Hôm nay có Thùy Tiên rồi, cùng theo chân em Trí cả nhà ơi. Trời luôn, cái là chốt được cây rồi, vui rồi.